Ok, và xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành review một cái không gian, một cái căn nhà. Một căn nhà mình vừa mới sang xong luôn đây. Và mình sẽ quay video review nó. Và nếu như các bạn thích thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xây luôn. Đây gọi là lâu đài ở sa mạc. Kiến trúc này là mình làm theo kiểu ở sa mạc luôn nha. Đó. Cái này thì ở được khá là nhiều người luôn. Nhưng mà hơi bị hao vật liệu một tí. Nhưng mà mình nghĩ là chăm chỉ thì các bạn cũng sẽ kiếm đủ thôi. Nếu như mà không đủ thì các bạn có thể xây trong các map sáng tạo của mình nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi review nha. Ok, chúng ta sẽ đi bên ngoài ngôi nhà trước nha. Ngôi nhà này có kiến trúc, phải nói là nói chung là cũng khá là ok đấy. Và ngôi nhà bên đây các bạn đừng quan tâm nha. Ngôi nhà bên đây nhìn nó rất là đẹp nhưng mà mình copy của người ta đó, nên là mình không hướng dẫn được đâu. Ok, chúng ta sẽ đi vòng vòng bên ngoài nha. Đó, có một kiến trúc khá là đẹp. Đây. Đó, ok chưa? Các bạn thấy ok không? Ok, bây giờ sẽ vào nhà nha. Nhà mình thì không có cửa, chỉ có cổng thôi. Nên là bạn nào làm cái nhà như vậy thì phải sống theo mấy em chó để giữ nhà nha. Chứ không là người vô nhà bất kể luôn đấy. Hôm nay thì mình chưa có trang trí gì hết, bởi vì nó to quá các bạn ơi, cũng chưa biết là trang trí gì nữa. Mình chỉ làm được cái cầu thang đi lên như thế này thôi đó. Rồi trên tầng 2 thì nó mình cũng chưa trang trí gì hết á, chỉ cắm vài cái đèn sơ sơ thôi. Đây sơ sơ thôi, tôi sao lắp như vậy không biết, có gần công trình nào lớn không mà nó lắp như vậy đấy. Ồ, có tầng 3, tầng 3 đâu ra, mình quên mất tiêu rồi. Tầng 3 ở đi nào đi lên à, mình quên, mình chưa có bắt cầu đi lên các bạn ơi, quên quên quên. Ôi sorry, đập lộn cái cầu thang hả, mình lấy mình lắp lại cầu thang luôn. Rồi đây mình sẽ lắp nó lại. Ok rồi, bây giờ mình sẽ lên cho đây. Hiện tại thì chưa có cầu thang nên là phải đi cái đường này thôi. Ê, tôi không được rồi, nghĩ thôi rồi. Người không bị kẹt thôi. Thì tạm thời chắc mình đập một cái block ở đây đi cho nó dễ vô. Ok, trên đây cũng có một tầng nữa nhưng mà mình quên, mình chưa có làm đường để đi lên. Ở đây thì còn gỏi một xíu, chỗ này chưa có làm xong đó. Bỏ sót một bên, bên kia thì làm, bên đây thì bỏ trống bên này. Ok, thì nếu như mà mình hướng dẫn các bạn thì mình sẽ hướng dẫn luôn cái này nha. Ok đó, trên này cũng có một cái chỗ để mà chúng ta ngắm cảnh trên tầng thứ ba, 3 tầng nữa nha. Và phía trên đây còn 1 tầng nữa, nếu như các bạn muốn làm phòng ngủ trên đây thì cũng được, nó phòng khá là to luôn đó. Ở đây ở cả chục người cũng chả sao các bạn, nhưng mà chỉ tội nó lắc thôi. Đây phía ngoài thì có những cái cửa sổ mình trang trí cũng ok đấy, cũng đẹp đấy đó. Đây, cửa sổ bên đây và bên đây cũng có nữa, cho ngôi nhà nó sáng sủa các bạn. Và tầng thứ hai thì mình làm khá là nhiều cửa sổ luôn, nhưng mà tầng ở dưới đây thì mình không có lắm, để rồi đặt cho nó riêng tư một xíu để cho người ta khỏi nhìn ngôi nhà mình đó. Rồi xong, thế là mình đã review xong ngôi nhà rồi đó. Bạn nào thích thì hãy để lại comment để mà mình biết, mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xây nha. Ok, nói chung là một video ngắn thôi, giới thiệu về cái căn nhà mới mà mình vừa mới build xong. Sắp tới thì kênh mình sẽ chuyển sang build luôn nha, có thể là chuyển sang build luôn kết hợp với một số cái series kiểu như series sinh tồn nha. Đó. Mình sẽ nghiêng sang phần build nhiều hơn, bởi vì mình thấy mình làm về build thì view nó khá là nhiều, nhưng mà làm sinh tồn thì view nó lọt chọt có 20-30 lượt xem à. Nên mình cũng không có muốn làm sinh tồn lắm, ra video mà có vài chục lượt xem thì ai mà muốn làm đúng không. Mà khi mình làm video build thì nó tới 100, 200, có thể là tới 1.000 lượt xem luôn đó. Ok. Ok thì chắc là cái video của mình đến đây cũng kết thúc thôi. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe để mà mình có tinh thần mình làm thêm một số cái khá là nhiều luôn á. Mình bởi vì mình đang có rất nhiều là cái ý tưởng ở trong đây. Ok. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye.